Các mua hộp visa thứ hai. Visa này à, một cái này 10.000. À 50.000 bác trả lại con nhé. Hôm nay lại à, lại được mẹ cho tiền đúng không? Ừ. Sướng thế. Bác ơi, ôi sao con bác trả tiền, bác trả nhầm cho cháu à? Bác trả nhầm làm sao? Hôm nay bạn mình cho mình 50.000. Mình phải đi mua visa tí hai mới được. Bác cho bạn visa lỗi chính luôn. Con chào bác. Bác chào con. Ôi mày xinh thế, mày con không phải đi học đúng không? Mày lại cho con mua một visa tí hai. Visa này à, một cái này 10.000. Dạ. À 50.000 bác trả lại con nhé. Hôm nay lại à, lại được mẹ cho tiền đúng không? Ừ. Sướng thế. Má con học giỏi thế, mẹ con cho con tiền là đúng rồi. Đây 40.000 bác gửi con nhá. Ừ. Ừ. Về nhá mai con, hôm nào lại ra mua cho bác nhá. Con bé này ngoan quá, ngày nào cũng thế, học rất giỏi luôn. Nên là suốt ngày được mẹ cho tiền thưởng. Hôm nay mình bán là cuối tuần nên là cũng không có mấy, bởi vì các bạn đã nghỉ học hết rồi. Hôm nay nhiều củ hay quá. Ơ, con gái. Mẹ ơi, thần thề. Đâu, mẹ xem nào, con mua gì nào. Lại pizza tí hon này đúng không? Cái pizza này ăn rất là ngon đúng không? Thế thì bác cứ trả lại cho mẹ bao nhiêu? 40.000 đúng không? Ơ, con ơi, thế chết rồi, bác cứ trả nhầm cho con rồi này. Đây là đồng 500.000 mà, có phải đồng 20.000 đâu. Thế chết rồi, có phải đi ra làm bác tính không? Ừ đúng rồi, chứ không phải bác đi ra làm cả ngày cũng không kiếm được cái đồng 500.000 này đâu. Con đi ra trả lại bác đi nhá. Vâng ạ. Ừ, trời ơi, làm sao bán hàng lại bất cẩn thế, lại đưa nhầm tiền. Bác ơi, ôi sao con bác trả tiền, bác trả nhầm cho cháu à? Bác trả nhầm làm sao? Thì chết rồi, bác đưa nhầm cho con toàn 500.000 đúng không? Ừ, đồng này là hôm nay bác mang đi để đóng tiền học cho con gái bác. Trời ơi, bác cảm ơn con nhá. Trời ơi, đấy là may có con đấy, vớ phải người khác là thôi rồi đấy. Mẹ ở nhà có mới xem tiền hả con? Vâng. Ủa, còn chưa kịp ăn pizza đúng không? Ừ. Mang ngay ra trả bác đúng không? Đây 40.000 bác gửi con nhá. Ừ. Bác cảm ơn con nhá. Vâng. Ừ. Ôi, ngoan quá. Đây nhá. Bác chào ạ. Ờ, bác chào con, bác cảm ơn con. Vâng ạ. Đấy, bây giờ bọn trẻ con công nhận là được giáo dục tốt thật đấy. Toàn những đứa tốt thôi. Hôm nay nó mà không trả lại cho mình đồng này thì mình làm gì có tiền để đóng học cho con chứ. Ôi, dành dụm cả tháng để cho nó đóng tiền học ấy, thế mà lại trả nhầm. Thôi đúng rồi, mình phải rút riêng ra. Không thì lấy đâu ra tiền thôi. Nhầm đấy thì chết. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.